Hello everyone, xin chào mừng quý vị đến với chương trình ngày nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về preposition on hay là in mà bằng hành bằng on. Cái bài học này bài rồi sai sắp làm bài, cứ chúng ta bàn lựa chọn về preposition on preposition at. Bài chương trình đầu bóng cứ chúng ta lựa chọn cái preposition on preposition on. Và preposition on này cứ chúng ta bàn về một ngày. Bài giờ này dạy tha on Monday. Và nơi thứ ngày chan on Tuesday và nơi thứ ngày on kia và on Wednesday và nơi thứ ngày put on Thursday và nơi thứ ngày propor on Friday nơi thứ ngày sok on Saturday và nơi thứ ngày sau on Sunday và nơi thứ ngày nhật tật và chẳng nơi bị một ngày cứ dương ra nó một đào preposition on. Ủa thì hỏi nhóm này dạy thả bye, I'll see you on Friday. Bà listen hỏi nhóm đang chụp nẹ nơ thường ngày sọc. Bà bye listen hỏi I'll see you on Friday. Bà I apostrophe hay nâng double L nâng một biểu bánh cứ I will. Bà I will see you on Friday. Đã bởi dương thư contraction máu. Bà I apostrophe double L nâng nơ trong tay I. Bà I see you on Friday. Nhóm đang chụp nè nữ ngày sọc bàn chân nơi bị một ngày cứ dương ra nó mốc đau preposition on. Và hôm nay bị dùng một tiết ưu tiên hoa nhóm này dạy tha what do you usually do on Sundays? Và chỉ từ tới ta nè phù hợp với nơi rồi thằng ngày ạ tật. Và what do you usually do on Sunday? Bạn chẳng nếu bị một Sunday cứ dương pra nằm một đời person on. Chẳng mà bọn khơi Sunday mình này nè. Mình này thà rồi thằng ấy ạ tình. What do you usually do on Sundays? Ủa tiên hò mà dùng một tiếp. Did you go out on Tuesday? Bà ta nẹ chanh tới cry out nơi thằng ấy ăn kìa. Và did you go out on Tuesday? Và bà dùng nếu cứ chia bà dùng past simple á. À tay tất cả thông bà đà chẳng cứ dương pra đít chùm nuôi. Đời xa tại rừng rái bàn cà la nực nông à tay tất cả bà tăng bị thằng ngày ăn kia màu. Bà did you go out on Tuesday? Ủa tì hò thằng ngày này cứ thằng ngày sọc anh chẳng á. Chẳng dương xua tăng bị thằng ngày ăn kia chẳng bị chạy bị bệnh lý cho bà lúa. Cứ dương pra nực nông phát simple. Ủa tì hò bà dùng một tiết. Do you work on Saturday? Bà ta nẹ thuộc cả nơi thằng ngày sai gót. Và rồi ngày sai ta nè thuộc cả. Do you work on Saturdays? Và chẳng một vòng khơi bị Saturday nên mình ảnh mình nè rồi ngày sai. Và chẳng nè một ngày cứ dừng ra nông mục đa preposition on. Ô tì hoa bà dùng một tiếng. She had to phone Chris on Friday. Bà niên trai call tờ can Chris nâng nơi ngày sọc. Bà she had to phone Chris on Friday. Bà si đa tu chỉ sắp chỉ chứ hạt thú cư pra ta trời. Phốn tu kê giả sắp pra ta khòn. Bà kri nâng cư chung một bọc kri on Friday nơi thằng ấy. Sọc bà chân Friday nâng cư nằm một đoài preposition on. Ưu tiên hoa bà dụng một tiết. She isn't doing anything special on Monday. Bà niêng nâng mình thua ở quầy đại bì sạch tế nơi thằng ngày chẳng. Và nơi thằng ngày chẳng nâng cứ niêng ọt thua ở quầy đại bì sạch tế. She isn't doing anything special on Monday. Và bà dụ ní cứ chia bà dụ present simple. Bà dụ bọn cao thông đá nơi khăn ông nấy ở nàng của tất cả. Bà dương bài thân đầm. Bà niêng nâng mình thua ở quầy đại bì sạch tế nơi thằng ngày chẳng. Bà doing mau bị kể giải sắp đủ dương thay mà anh chỉ mất thì chỉ doing anh chỉ bị chụp bạn sai rất negative được non present simple chẳng si đã tôi giải sắp chỉ ý chỉ kể giải sắp thuộc bị đã bị tập trung bạn sai cứ dương thay non mất thì chỉ isn't hai bộ cho mùi nâng kể giải sắp thay mà anh chỉ chẳng đủ và phải thuở đã bị dương thay mà anh chỉ mất thì chỉ doing và nếu nâng mình thuở anh đi xin ở vậy special visite on Monday ba nữ ngày chẳng. Bạn chẳng nơi bị một ngày cứ dương ra nó một đoạn preposition on. Ủa tiêu hoa bây giờ một tiết. I can go to the party on Sunday. Bạn nhóm mình ai tới bị thi chụp liên bàn tết nơi thằng ngày ạ tết. I can go to the party on Sunday.
Ba I can go cho mình ai tới. Ba biệt can đi mà bị biệt bình cứ cannot. Ba can phải là ai bộ mùi not. Ba tới chỉ can phải là mình ai. Go to the party tới vị thị chụp liếng. Ba party vị thị chụp liếng. On Sunday nữ ngày tới. Ba hai dương có ai đã biệt morning, afternoon, evening, night nơi bị một biệt. Ngày tới ở năng bàn này ở đây nhóm dạy thà. On Monday morning. Và nơi bật ngày chẳng. Chẳng cứ dương pra on. Và on Monday morning. On Tuesday afternoon. Và nơi rửa xìa ngày ông kia. On Friday evening. Và nơi lần nghĩa ngày sọc. On Saturday night. Và nơi dục ngày sáng. Chẳng cứ dương pra nó một đoàn phép sân on đài. Bộ tí hôn nhóm định chạy tha. I'm meeting Dara on Monday morning. Và nhóm nâng bởi chung cho mùi nâng Dara nâng. Nơi bật ngày chẳng. Và I'm meeting Dara on Monday morning. Và chẳng nơi bị mục Monday morning cứ dân phản đồng bộ đói present on. Ủa tiêu hò bởi dụng mùi tiết. Are you doing anything on Saturday night? Ta nhận đang thua ở vầy tế nơi lần nghỉ ngày sáng. Và are you doing anything on Saturday night? Và bởi dụng này cứ chia bởi dụng xong đúa nơi khốn present continuous. Và phải cho bọn cá gặp bọn tay bằng to. Bài chân bài dục xung đúa cứ dừng lực thu bị đã nâng càng đàn bài dục nữa. On Saturday night. Và nơi dục ngày sáng. Chân nơi vì một on Saturday night cứ dừng ra nằm một đoàn bài dục on. Ở tiêu hò bài dục mới tiết. Did you go out on Tuesday evening? Ta nẹ chân từ crowd nơi là nghỉ thằng ngày ông kia. Và did you go out on Tuesday evening? Và bài dục phát sinh phó là. Dương pra kỳ giá sắp châm núi cứ đù. Đù nước nông ở tay đất cá dương. Bằng bài tới chị Did. Và Did you go out on Tuesday evening? Và chân nơi bình mục Tuesday evening. Và là nghỉ thằng ngày ăn kia. Nâng cứ dương pra nằm mục đòi preposition on. Hai preposition on ấy cứ dương pra nơi bình mục thằng ngày khai tài. Bởi dương vậy thằng ngày tìm màn khai mát. Cứ dương pra mục nằm mục đòi preposition on này. Bà đôi chị thằng ngày tìm phần mùi khai phần mùi chất. Bà nhóm này dạy tháng. On the 6th of June. Bà on the 6th of June. Bà rưu mùi của dương này dạy tháng. On June the 6th. Bà bàn đi thân nìa. Bà đôi chị thằng ngày tìm phần mùi khai bây chất. Bà nhóm này dạy tháng. On the 2nd of March. Bà on the 2nd of March. Rưu mùi của nhóm này dạy tháng. On March the 2nd. Bà bàn đi thân nìa. Cứ dương pran màu nốt đoài preposition on. Bà đôi dịch ngay tìm đọc bằng bật 2 bằng 4 chứ. Bà nhóm này dạy tháng. On the 17th of September. Rưu môi có. On September the 17th. Bà bàn đi thân nhé. Bà chứng mô phôn mở tì hòn ở nông bà dục. The concert is on the 22nd of November. Các bộ công bằng trái nâng cư bộp lãng nơi tháng ngày tìm một phê phí khai đọc mùi. Bạn the concert is on the 22nd of November. Ủa tiêu hợp dụng mùi tiết. I'm starting my new job on the 3rd of July. Nhóm nâng chập đàm ca nghe thamay bọc nhóm nơi tháng ngày tìm bấy khai bằng phẩm. Bà I'm starting và nhóm nâng chập đàm. Nếu cư chia bây giờ present simple đó nâng nông này nàng có tất cả. Bà my new job. Càng nghe thầm mây bọc nhóm. On the 3rd of July. Và thằng ngày tỷ bấy khai phòng phần. Bà đã xe thằng ngày tỷ bấy lệnh bấy khai đã July chẳng. Đặc biệt là dương án. Cứ dương án thằng the 3rd of July. Bạn chẳng được nông video đấy. Đây là dự dòng phí ca pra-pra-nơ preposition on. Chẳng được nông video cao trong nội dung do phí ca pra-pra-nơ preposition in. Mà bằng 2 bằng 4 trên bằng tỏ tiết. Và ở quân bóng phố bàn tạm đàn được cảm bóng riêng về sau click nơi lưu cho nó SCA English. Và xin chào bóng phố trong tạm đàn nơi video để update thông mấy xong chơi lưu bật tổng subscribe hơi nâng sinh nhạc cạnh đồng. Xong chào đẹp lý xong ở quân.